Đây có ngôi nhà cuối cùng tôi là to không biết nhà của ai đây. Wow, nhà của bạn cá sấu đây các bạn ơi. Rồi hai bạn Lim Lạc chúc Tết bạn cá sấu nào. Rồi chúc bạn cá sấu như nào nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ năm mới mình chúc bạn cá sấu là luôn mạnh khỏe nhá. Đấy bạn cá sấu có hai bao lì xì, hai bạn Lim Lạc lấy nó đi. Ơ Lạc lấy lì xì chứ con. Rồi bây giờ mình đi bóc lì xì xem nào. Ra đây bóc lì xì xem được bao nhiêu này. Chào hai bạn Lim Lạc nhá. Các bạn ơi hôm nay là mùng 2 Tết này, hai bạn Lim Lạc là ăn mặc đồ đẹp để đi chúc Tết các nhà nhá. Bây giờ mình qua nhà các bạn thú cưng xong rồi chúc Tết các bạn thú cưng xem các bạn thú cưng có quà gì các bạn ý mừng tuổi mình nhá. Hai bạn Lim Lạc đi thôi. Đây các bạn ơi, ở khu phố đây này có bốn ngôi nhà của bốn bạn thú cưng đây này. Để xem hai bạn Lim Lạc vào gõ cửa từng nhà nhá. Đây mình gõ cửa nhà đầu tiên nào. Ôi đấy hai con xem là nhà của ai nào, mở mở lên xem nào. Wow, con cua với cá. Chào bạn cua với cả bạn cún con nhá. Hai bạn Lim Lạc ơi, hai bạn Lim Lạc chúc Tết bạn cún với cả bạn cua như nào nhỉ? Chúc Tết bạn cua. Năm mới chúc hai bạn mau ăn chóng lớn nhá. Chúc các bạn ăn chóng lớn nhá. Ngoan ngoan nghe lời bố mẹ nhá. Nào nói to ngoan ngoan nghe lời bố mẹ. Ngoan ngoan nghe lời bố mẹ. Rồi đây năm mới nhá, bạn cún với cả bạn cua có hai cái lì xì này để tặng cho hai bạn Lim Lạc nhá. Rồi mỗi bạn một cái. Hai bạn nữa. Rồi mình đến ngôi nhà tiếp theo xem nhà của ai nào. Nào cho cậu xem với. Wow đây là nhà của bạn Lợn các bạn ơi. Rồi hai bạn Lim Lạc bây giờ chúc Tết gia đình bạn heo mẹ với mấy bạn heo con như nào nhỉ? Rồi đây năm mới thì heo mẹ cũng chúc hai bạn Lim Lạc là luôn mạnh khỏe nhá và học hành thật là giỏi nhá. Đây có hai bao lì xì này, hai bạn Lim Lạc chọn mỗi người một bao đi. Đây các bạn ơi còn hai ngôi nhà này, hai bạn Lim Lạc ơi đến gõ cửa nhà tiếp theo xem nhà của ai nào. Gõ cửa đây. Rồi wow, nhà của bạn rùa, hai bạn Lim Lạc ngồi xuống chúc Tết bạn rùa nào. Chúc bạn là bạn rùa là đẻ thật nhiều trứng trong năm mới nhá. Rồi hai bạn rùa cũng có ba bạn rùa cũng có hai bao lì xì cho hai bạn Lim Lạc kìa. Rồi mỗi người một bao nhá. Đây có ngôi nhà cuối cùng tôi là to không biết nhà của ai đây. Wow, nhà của bạn cá sấu đây các bạn ơi. Rồi hai bạn Lim Lạc chúc Tết bạn cá sấu nào. Rồi chúc bạn cá sấu như nào nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ năm mới mình chúc bạn cá sấu là luôn mạnh khỏe nhá. Đấy bạn cá sấu có hai bao lì xì, hai bạn Lim Lạc lấy nó đi. Ơ Lạc lấy lì xì chứ con. Rồi bây giờ mình đi bóc lì xì xem nào. Ra đây bóc lì xì xem được bao nhiêu này. Đấy hai bạn Lim Lạc mở lì xì xem bên trong có gì nào. Đấy có tiền à. Rồi hai con bóc xem có được bao nhiêu này. Ui của Lim, ua bạn Lim được một tờ 50.000 này. Rồi cho cậu cầm nhá. Rồi xem bạn Lạc nào. Ua bạn Lạc được một tờ 10.000. Cậu cầm giúp cho nhá. Rồi hai bạn bóc tiếp đi. Đấy năm mới hai bạn Lim Lạc đi chúc Tết được bao nhiêu lì xì nhá. Ua bạn Lim được một tờ 5.000 này các bạn ơi. Wow, bạn Lạc được một tờ 1.000. À, anh bóc rồi. Đấy, anh là bóc hộ Lim đi. Rồi, wow, một tờ 20.000 nữa này các bạn này. Xem bạn Lạc được tờ bao nhiêu nào. Con xé luôn cái đấy ra. Xé ra xem bao nhiêu tiền bên trong nào. Wow, một tờ 1.000 này. Lại thêm một tờ 5.000 nữa. Hết chưa? Hết rồi à? Đây các bạn ơi.
Năm mới hai bạn Lim Lạc đi thu hoạch được này. 50.000 này, 10.000 này, 5.000 này, 1.000 này, 20.000 này. Wow, nhiều chưa, nhiều chưa? Úi giời, bay, bay tiền, bay tiền. Đâu, đâu? Wow, vẫn còn tờ 1.000 nữa này. Rồi, có lẽ là hết rồi đấy. Hết chưa? Rồi, các bạn ơi, video hai bạn Lim Lạc đi chúc mừng năm mới được lì xì đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nhá. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh hai bạn Lim Lạc nhá. Nào, anh Lạc chưa chào tạm biệt các bạn đâu. Cười quần ạ, anh Lạc chào tạm biệt các bạn à. Chào tạm biệt các bạn. Yeah.